sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop về được một cái lô hàng cái cây xà để anh em gắn cửa tập thể dục nhá. Hàng này là của Nhật anh em nhá. Mạnh khui cho anh em một hộp ra để xem đi. Có kéo chưa? Không khui vậy được. Hàng bằng inox siêu dày luôn, đây này. Có mã vạch luôn anh em nhá. Mới 100%. Siêu thị Nhật về. Cây xà này thì anh em gắn được từ cửa 90cm trở lại nhá. Đa phần các cái cửa phòng ngủ á là đều gắn được, gắn vào cái khung bao hoặc gắn vào cái tường, bức tường á. Đây, cho anh em xem phụ kiện giấy tờ đi. Đây, đây. Ngon lành chưa? Chịu lực, hai người đu lên luôn anh em nhá. Đây, tặng kèm cho anh em một đôi bao tay tập thể dục này và một cây lục giác. Đây, có giấy tờ kèm theo để anh em lắp đặt dễ dàng nhá. Đây này, đó anh em thấy chưa? Đây, nó tăng đưa được tối đa là khoảng 90cm. Đa phần cửa thì nó sẽ nhỏ hơn 90 anh em nhé. Ví dụ anh em mà cửa lớn hơn thì anh em có thể độn cho nó hai cái cây gỗ hai bên cũng được để chêm nó thêm. Đây, người ta mô phỏng cái này. Anh em lấy về tập thể dục cho người nó khỏe, đỡ đau mỏi vai gáy. Rồi Mạnh, có cây này khui sẵn rồi kìa. Đây anh em nhé, một bộ thì sẽ như thế này. Đó, một cây xà bằng inox này, giấy tờ và một đôi bao tay cũng như một cây lục giác để anh em hãm nó. Đây, anh em mở ra thì nó sẽ như thế này này. Đây, cái ống inox này nó dày lắm anh em ạ, nó dày khoảng 2 ly nhá. Đây, hai cái bát của nó ở hai đầu thì bằng nhôm. Ở đây thì nó sẽ có một cái miếng bằng hai miếng bằng cao su dày này. Nếu mà anh em nào muốn bắt vít thì mình bắt vít qua cái lỗ này, rồi mình gắn nó vào. Còn mình không bắt vít thì mình cứ tăng đưa nhá. Đây, cái này nó bằng cao su, nó tự động nó hít, mình cứ tăng đưa cho là được à. Đây anh em sẽ lới hai cái ống lục giác này, con này lới chưa? Phải lới ra nhá. Tôi hướng dẫn anh em cái đi. Để anh em về lắp cho nó đấy. Mình cứ xoáy là nó tăng đưa ra hai bên nhá. Bên trong nó có tì ren. Lấy hai con lục giác nhôm mình ra này. Lấy lỏng ra là được. Đó. Lỏng nữa bạn nhá. Lỏng này ra chưa? Vẫn còn chặt. Chút nữa sẽ quay video test thực tế gắn cửa cho anh em đu. Nó không giống như những cây hàng trong nước đâu, nó cứng lắm. Được chưa? Đấy anh em cứ xoáy ra đây để em mô phỏng cho Mạnh giữ đi. Anh em gắn vào tường anh em xoáy này. Đó, xoáy là nó tăng đưa ra nhá. Thấy chưa? Đó, cái thế mình càng đu thì nó càng chắc. Đó, sau khi mà nó vừa cái cửa rồi á, đây là nó tăng đưa này. Đó, sau khi nó vừa cửa rồi thì anh em hãm hai con ốc này lại nhá. Rồi anh em đu thôi. Đó, vậy thôi. Lên cái nữa. Lên thử cái nữa đi. Cứng lắm anh em ạ. Cái này là cái tường nó còn yếu nhá. Đây này, cái tường này nó còn yếu anh em này. Bắt được mới chỉ có một nửa thôi. Cái này mà tường gỗ hoặc là anh em bắt hết vào cái tường tiếp xúc hết là nó còn chắc chắn nữa. Một bộ xà đơn gắn cửa tập thể dục của Nhật, giá sẽ là 250.000 bộ anh em nhá. 250k một bộ. Anh em nào lấy hai bộ thì sẽ được miễn ship. Anh em lấy số lượng thì cứ liên hệ shop từ 10 bộ có giá sỉ nhá. Đây, số lượng mình đang có sẵn vài trăm bộ cơ. Anh em cứ lên đơn thoải mái. Hôm nay thì bên shop có về được một cái lô quạt. Quạt của Hàn Quốc anh em nhá. Quạt này nó là con quạt siêu to. Chắc là nó sử dụng để làm quạt thông gió hoặc quạt hút mùi rồi đó anh em. Nó tháo ra khỏi cái buồng hút rồi. Anh em có thể về mà nó chạy điện 220 anh em nhé. Đây này. Đây này. Thương hiệu của nó đây, nó có kèm theo cả bộ điều khiển luôn. Có thể điều chỉnh tốc độ trên quạt, rất là hay. Đây. Em thấy không? Made in Korea, Hàn Quốc. Đó, điện 220V nhé. Con động cơ của nó rất là to anh em nhìn động cơ này. Dây quấn bên trong anh em thấy dây quấn không? Dây đồng. Đó. Cánh của nó thì bằng nhựa nhá. Cái bát này, bát này thì bằng sắt, cánh thì bằng nhựa, nhưng mà cái nhựa này nó dày lắm. Đó, công suất thì nó không thấy ghi công suất quạt, nhưng mà thấy nó cũng phải mấy trăm watt, mạnh lắm. Mạnh đo thử cái thước cho anh em này. Nó có hai loại nhá. Động cơ thì gần như là như nhau. Motor 110. Đường kính hơn 10 phân, nhưng cái cánh của nó cánh lớn cái nhỏ. 40. Hơn 40 đấy. 40 đúng rồi. 40, con ghi mấy? Con này. Con to bao nhiêu? 50. Con to 50 à? 50. Con to 50. Đó, động cơ của nó thì cũng khá là tương đương nhau nhá, nó chỉ khác cái cánh thôi. Điều khiển thì giống nhau, bộ điều khiển giống nhau.
chiều dày cánh quạt thì đo cho anh em nhớ nhé, về chế khoảng 10. Đâu anh chỉ chấm hẳn xuống đất luôn á. Chấm ở đấy. 12. Nó khoảng 12 bởi vì nó có cái bát kia nữa, đúng không? 12, con nào cũng vậy đúng không? Con này cũng 12 à? 12. Hai con giống nhau anh em nhé, chỉ khác nhau cái đường kính thôi. Rồi, hướng dẫn anh em sơ qua cái cách sử dụng. Rút cái rắc này ra cho em. Cái này nó sử dụng điện 220 anh em nhé. Đây này nó xài cái rắc zin của nó này. Nhưng mà cái rắc này thì không có, nên là anh em về anh em phải chế cái rắc anh em cắm vào nhé. Đây là hai cái chân, anh em ở đây thấy nó có một cái đốm trắng này. Thì hai cái chân hai bên này là đấu nguồn điện nhé. Còn cái dây này là dây te, dây phía trên là dây te. Đây này, mình sẽ cắm thử cho anh em xem này. Cắm tạm cái rắc này, chế thử cho anh em xem để chạy thôi. Cắm đi mày. Đó, cắm hai cái rắc ở dưới anh em nhé. Dưới công tắc. Không, ở dưới. Đây. Cắm hai cái rắc này anh em nhé. Đó, cái rắc ở trên này mình bỏ. Rồi, bây giờ cắm điện này. Cắm điện 220. Đó, anh em thấy không? Sau khi cắm điện thì mình có thể tắt mở công tắc ở đây nhá. Đây là công tắc tắt này. Mở lên này. Rồi mình có thể... điều chỉnh được tốc độ. Đây, hiện tại nó đang là 410 vòng trên 1 phút này. Quạt chạy rất êm, mình sẽ chỉnh tốc độ bằng cách là mình... Anh em lưu ý nhá. Đây nó có cái chế độ remote này. Mình phải gạt xuống dưới. Gạt xuống dưới thì mới điều khiển được nhá. Mình gạt xuống dưới là mình điều chỉnh này. Bấm mode này. Ở đây nó ghi là speed set. Là mình sẽ chỉnh được. Ví dụ mình sẽ chỉnh lên. Lên. Tốc độ đang chạy lên này. Khi nào mình bấm bắt đầu nó mới nhận lệnh nhá. Đây này, 700 này. Bấm set là nó chạy lên rồi, em thấy không? Quạt chạy rất êm và mạnh. Em thấy gió thổi này. Rất là mát luôn nha anh em nhé. Nó đang tăng tốc dần lên, 700 rồi. 700 vòng. Tiếp thử set hết cỡ thôi nào. Set lên này. Hết cỡ của nó là bao nhiêu đây? 900 mấy rồi này. 900 mấy phải giữ chặt nha. Em thấy chưa? Siêu mạnh luôn. Bay 10 mét. Nó thổi ra xung quanh luôn nhé. Ừ, quá. Đó, mới test thử lên tới 900 thôi anh em. Rồi, ok, anh em có thể về làm quạt mát hoặc là hút mùi, thông gió công nghiệp đều ok. Báo giá anh em đi, số lượng chỉ có vài chục bộ. Con đường kính cánh 40 này, giá là 650 anh em nhé, 650. Anh em lưu ý là giá này là đã bao gồm luôn cả bộ điều khiển tốc độ rồi nhá. Đó, còn cái con mà cánh 50 này thì giá 750. Nó lớn hơn, cái cánh nó lớn hơn. Rồi, ok nha. Giá đã bao gồm bộ điều khiển tốc độ luôn rồi anh em nhé. Quạt khủng. Cuộn dây điện Rulo Hataza của Nhật anh em nhé. Hôm nay shop về được khoảng gần 100 cuộn. Đang cho anh em vệ sinh lau chùi cho anh em đây. Hàng bán ra thì sẽ bao cho anh em là dây dài đủ 29m. Và không bị đứt anh em nhé. Không bị rò điện, không bị đứt. Đó, ngoại hình thì nó còn tương đối đẹp. Đây này, đang lau chùi ra đẹp này. Một số thì nó sẽ bị tạt cái sơn nước thôi anh em nhé. Cái này mình sẽ lau cái này nó ra. Lấy miếng xăng lau là ra. Đó, ngoại hình của nó thì còn tương đối như vậy. Rulo lăn nhẹ nhàng. Đây, dây đây. Dây của nó sẽ là 3 lõi nha. 3 lõi 2 chấm. Dây công trình mà. Đây, ổ cắm này. Mạnh nghiêng lên cho anh em thấy coi. Đây, nó có 3 lỗ cắm. Và cái này anh em quay được nhá, quay nhẹ nhàng này, kéo thử cho anh em xem. Thôi đừng. Cái đó dùng để quay vào, rút ra thì anh em kéo như này nhá. Đó, còn cuốn thì mình sẽ cuốn ngược lại, mình cuốn thử cho anh em đi. Đó, anh em thấy chưa? Cuốn gọn lại. Rồi, ok. Nó còn có một con automat chống giật này. Để tắt mở nguồn đây, bật lên là có đèn báo là ba cái ổ cắm này nó có điện này. Nó khi mà anh em tắt á, anh em tắt đi này. Hoặc là khi xảy ra sự cố rò điện thì nó tự động nó nhảy.
Con áp này cái dòng của nó là 15mA nhá, 30A 15mA. Dây điện thì anh em cắm 220 hay 110 gì thì nó cũng được nhá. Đây đang test thực tế với điện 220 này. Đó, cuộn này anh em lấy về đi công trình, mang đi công trình rất gọn, kéo dài 30m, 29m chứ, gần 30m. Hoặc là xài ở nhà, xách ra ngoài sân vườn kéo xong rồi mình thu lại gọn gàng. Đó, ok, đây, hàng này thì sẽ là made in Japan anh em nhé. Cho anh em xem cái tình trạng của nó này. Đây, anh em thấy chưa? Hataza made in Japan. Nó ghi là 100V nhé, nhưng mà thực tế là 220V vẫn xài bình thường. Đó, 29m, dài 29m. Quá đẹp. Hàng bao anh em đẹp cỡ này luôn nhá. Là giá ra là 1.300.000. 1.300.000 miễn ship. 1.300.000 miễn ship thì thực tế là phí ship của nó hết khoảng tầm 70 rồi. Giá này là bao rẻ trên thị trường rồi nhá. Đó, anh em nào thành phố Hồ Chí Minh tới shop nhất thì cứ giảm thẳng 70.000 tiền ship. Còn giá này là bao anh em vận chuyển về tới nhà luôn. Và anh em lưu ý là shop sẽ chỉ nhận chuyển khoản trước cho những cái món hàng nặng nhá. Anh em muốn xem dây điện thì anh em cứ qua Zalo chụp hình thực tế cho anh em rồi chuyển khoản rồi nhận hàng, chờ nhận hàng về thôi. Đây, hàng số lượng đẹp đều, không có cuộn nào xấu cả. Cuộn nào bị đứt dây thì sẽ bỏ ra bán sau, tính giá khác cho anh em. Còn đây, giá hàng này là bao. Sản phẩm tiếp theo trong video thì hôm nay bên shop về được một cái lô kìm tuốt dây xịn anh em nhé, thép CRV, hàng cực kỳ VIP luôn cho anh em. Anh em nhìn thấy nó dày dặn chắc chắn không? Và con này thì nó có quá nhiều chức năng luôn. Đây, đó, cắt tuốt, mở ốc, bấm cốt, tước dây, tay cầm cách điện có lò xo. Đây, cầm rất là nặng, bằm tay. Đây nhá, này, cắt này. Test thử cho anh em nhá. Đây, đầu tiên sẽ là tính năng cắt dây này. Cắt thì đơn giản rồi, cắt được các thể loại, cáp lớn, cáp nhỏ, quắt được hết. Nhẹ nhàng, ok chưa? Tiếp đến tuốt dây này. Tuốt dây thì đây nó ghi thông số này, dây bao nhiêu thì mình cứ đút đúng vào cái lỗ để mình tuốt thôi. Đặt vào cái này, chấm 6 này, chấm 6 đặt đúng chấm 6 này, một chấm đặt đúng chấm này. Đặt vào cái, đẩy nhẹ cái tuốt. Thấy không? Thử lại dây nữa phát nữa nhá. Này, chấm 6 này. Nhẹ nhàng. Đó, ok chưa? Rồi, bấm cốt đây. Bấm cốt điện thì ai cũng biết rồi. Đó, và con kìm này nó còn có một cái hay nữa này. Anh em thấy không? Nó có một cái lưỡi dao ở đây. Dao là dùng để gọt anh em nhá. Gọt này, nhẹ lắm. Đó, anh em thấy chưa? Đó, nó rất bén luôn. Rồi, tiếp theo nó lại có một cái hay nữa là cái đút vào để anh em tước dây. Anh em thấy không? Nó có một cái lưỡi dao nhỏ trong này. Ví dụ dây đôi, cái này dây 3 không đút được nhá. Dây đôi thì anh em cứ đút vào này anh em tước rồi. Đút hai dây vào rồi anh em tước là nó sẽ cắt đôi cái vỏ này ra. Rồi, một cái mỏ để kìm để mở ốc, kẹp đồ các kiểu. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ đa năng luôn. Xài xong khóa hãm lại. Quá VIP luôn. Thép của nó CRV cho anh em nhé. Rồi, giá có một khay này thôi anh em. Hôm nay về được có một khay thôi. Kìm tuốt dây 130.000 một cây anh em nhé. Sản phẩm Domino lấy dây điện loại lớn, chịu tải cao bên shop về nhé. Chuyên sử dụng cho anh em nối dây thao tác nhanh ở những góc hẹp. Đó, lúc trước thì mình bán cái dòng này này là giá rẻ, nhưng mà loại này thì anh em thấy là nó chịu tải, chỉ dùng cho các cái, nó cũng rất là tốt, nhưng mà nó chỉ dùng cho các cái thiết bị, những cái vị trí mình đấu công suất nhỏ thôi, dây nhỏ thôi. Còn anh em muốn đấu dây điện cho những cái dòng lớn như ổ cắm các thứ, hay là dây chịu tải cao đó, là phải dùng cái loại này. Đây, loại này anh em nhé. Ở đây thông số của nó là anh em này, hàng xịn này. Đó, nó có cái chữ CE đó. Đây người ta ghi là lối được từ 0.08 đến 4 chấm. Anh em biết là nối dây 4 chấm là dây ổ cắm, dây tường loại lớn rồi đó, thì nó mới chịu được nha. 32A 600V. Đó, đây. Mà cách thao tác nối của nó thì nó sẽ khác biệt như kia. Anh em kéo lên là nó sẽ há, há tiếp điểm ra. Anh em đút vào nha. Đó, anh em quất được dây 4 chấm. Đây là dây 1.5 này. Dây này thì 1.6 này. Quất thử anh em xem nhé. Này, đút vào, đút sát vào nha anh em nhé. Rồi mình gạt nó xuống cái. Rồi, siêu chắc luôn. Cực kỳ chắc luôn. Thêm cái nữa này. Đó, mình có thể đấu một dây cũng được.
anh em đấu 1 giây hoặc 2 giây tùy anh em thôi. Đó, ví dụ như cái vị trí ổ cắm âm tường mà nó ngắn quá không quấn băng keo thì anh em dùng cái này là cực kỳ an toàn. Đó, vì cứ 1 giây thì nó thông sang bên này thôi. Anh em đấu 1 giây công tắc thì anh em cứ lấy cái đôi này, nhưng mà anh em đấu 1 giây thôi thì nó vẫn không ảnh hưởng gì, cái này bỏ. Còn nếu anh em đấu 2 giây thì đấu như thế này, hai nối hai dây này qua hai dây kia thôi, rất là dễ tháo ra, đơn giản này, dễ tháo này, tháo được nhả lên rút ra. Đó, anh em thấy nó cắn cực kỳ chặt luôn. Rồi. Domino công suất lớn, nối dây điện, shop sẽ bán cho anh em một lần combo là 10 cái nhá. 2 này 2 4 6 7 8 9 10, đây 10 cái domino nối dây điện này, giá sẽ là 50.000, tương đương với lại 5.000 đồng một cái. Đây là dòng công suất lớn nhé, 10 cái. Pha LED lại có hàng anh em nhé. Hôm nay về hàng pha LED 50W và pha LED 100W. LED hạt, vỏ nhôm, tản nhiệt tốt. Rồi, đấu điện test luôn cho anh em rồi báo giá luôn. Hôm nay về ánh sáng trắng anh em nhé. Đây này, LED footlight này, siêu sáng. Test thử đi, test thử với domino luôn. Anh em lưu ý là bỏ dây te nhá, đấu hai dây màu đỏ và xanh, bỏ dây hai màu. Đó, domino test siêu chắc, sáng rực luôn. Đây, con này mới có 50W anh em nhá, điện 220. Rồi test 100W cho anh em xem đi, rút điện rồi đã. Con nào cũng vậy anh em nhé, 100W này, kích thước rất là to anh em này, to hơn bàn tay luôn, 50W là bằng bàn tay, 100W là gấp đôi, hai bàn tay luôn. Domino nối dây rất nhanh, sáng nhức mắt luôn anh em nhé. Đó, rồi, ok. Đo kích thước cho anh em, nhờ anh em đo kích thước cho anh em đi. Trước hỏi kích thước 50W là 15.5, 20. Đó, có cái bát để chỉnh nhá. Độ dày thì 3 phân. Rồi 100W đi. 100W độ dày 4 phân. 4 phân. 27. 21. Rồi báo giá anh em luôn đi. Giá rất tốt luôn anh em nhá. Anh em nào lấy xỉ còn tốt hơn nữa. Giá bán lẻ con 50W này là 140.000 một pha. Còn con 100W này là giá bao nhiêu? 240. Rồi, hàng có số lượng nhá. Anh em chốt thì liên hệ. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop có về hàng được một cái lô băng truyền băng tải mini nhá. Nó có 20 anh em nhá. Đây này. Đó, nó có 20 riêng biệt như vậy. Mạnh thử lăn xem nó chạy cho anh em thấy cái. Một tay lăn không được. Lại nó đấu qua một con động cơ giảm tốc nên nó hơi nặng anh em nhá. Anh em muốn nó nhẹ là anh em phải tháo động cơ ra. Còn bây giờ nó lăn là nó quay cả cái hộp số giảm tốc của con motor này này. Nên là nó hơi nặng một chút. Ví dụ motor chạy thì nó sẽ chạy, còn nếu mà bình thường mình quay nó hơi nặng. Nếu mà anh em chế nhắm đai á là anh em tháo con motor giảm tốc ra nó quay nó rất là nhẹ luôn. Toàn bộ nó có bạc đạn này. Hàng của Nhật anh em nhá. Đây này, nó chỉ hơi bị hàng này thì không sợ gì sét rồi, nó bằng nhôm với inox. Bằng nhôm và inox toàn bộ. Đây là mình chỉ cần chà nhẹ cái là nó bay hết, dỉ sét ngay. Đây, bảo vệ của nó bằng inox này anh em này. Dây đai này của nó thì nó cũng rất là cứng nhá. Đó, anh em về con này anh em tháo ra anh em độ là có thể độ được hai cái máy nhám đai. Hoặc là anh em làm chế các loại máy móc băng tải băng truyền, hoặc là anh em chế nhám đai mà cái kiểu mà anh em gắn mỗi bên một loại nhám á, một bên nhám mịn, bên nhám phá là quá ngon luôn. Đây này, trục độc lập và nó hay là cái nó có thể chỉnh được cái chiều dài của cái nhám, tức là anh em đẩy, anh em mở ốc ra là anh em sẽ đẩy được cái những cái con lăn này đi nhá. Đó, đây nó có chân nó cao này. Đo kích thước cho anh em cái đi. Hàng này thì của Nhật anh em nhá. Chút nữa soi anh em xem thông tin. Con này chiều cao của nó là 28 phân, 30 phân, gần 30 phân. Dài bao nhiêu? Rộng cũng dài. Ừ, đó. 70 à? 65, dài 65, rộng.
37. Rộng 37 anh em nhé. Đây này. Thì cho anh em xem cái thông tin này. Hàng thì nó sẽ là made in Japan nhá. Và con động cơ này thì nó sẽ chạy được 200V luôn. 200V này, công suất của nó là 35W. Đó, có hộp số và con motor này sẽ là con motor 2 trục nhá. Con motor 2 đầu trục cốt âm á. Anh em tháo motor ra được. Đấy, nó là con cốt âm, nó xuyên được cái cốt qua. Nó có thắng luôn. Đây, dưới chân của nó thì sẽ có những cái bát như thế này. Đó, những con băng này thì nó bằng kim loại hết nha anh em nhé. Có con thì nó sơn sơn đen. Có con thì nó để màu trắng. Đây, lô đều, đẹp đều anh em nhé. Bây giờ, cái này nó còn có thể điều tốc được này. Đó, băng đai của nó này, thấy không? Rất là dày luôn, dai. Rồi, để đem vào một cục và test cho anh em. Cái trọng lượng của một cục này thì nó nặng đâu đó khoảng 20 mấy 30 ký anh em nhé, nặng lắm. Một cái bộ này đi kèm mà theo á, thì sẽ có thêm một bộ điều khiển tốc độ anh em nhé. Đây này, bộ điều khiển tốc độ của Orient luôn. Đây cho anh em xem nhé. Made in Japan, 200V. Bộ này điều tốc nhá, điều tốc bằng màn hình điện tử. Thì hướng dẫn sơ qua cho anh em cái cách đấu này. Rút motor ra mà nha. Hàng bán này sẽ đấu điện sẵn cho anh em. Đây là chỗ này cắm motor này. Chỗ này cấp nguồn này. Đấy, cấp nguồn thì anh em sẽ đấu vào chữ L1, L2 nhá. Là 2 dây 220. Rồi cắm motor vô cái 6 cái chân này. Đó, và anh em lưu ý là ở đây này. 3 dây này của nó là 3 dây để đảo chiều nhá. Thì mình đây dây số 1 đấu với dây số 3 là chạy thuận. Còn nếu anh em muốn chạy nghịch thì anh em sẽ đấu thêm cái anh em đấu dây số 2 và số 3 là chạy thuận nhá, tức là đảo chiều á. Mình sẽ làm một cái công tắc 3 chân, mình đấu giữa vị trí số 1 và số 2 để đảo. Và anh em lưu ý là khi mình cấp điện xong mình đấu, mình bật công tắc thì nó mới chạy nhé. Đây, mạnh cắm nguồn đi, hướng dẫn anh em luôn. Cắm điện này. Đó, cắm điện thì nó chưa chạy đâu. Đó, anh em muốn đấu đơn giản thì bỏ qua điều tốc này thì anh em cứ đấu tụ là nó chạy thôi. Còn mình đấu qua điều tốc này thì mình có thể set được cái tốc độ của nó đây này. Ở đây nó ghi là cái số là vòng tua của motor nhé. Vòng tua là 1600 vòng của motor, nhưng mà qua hộp số giảm tốc thì nó sẽ giảm xuống. Đây anh em sẽ chọn, đây ví dụ như mình để 1000 vòng chẳng hạn này, cứ quay thôi. Quay này xuống 1000 vòng rồi bấm set. Rồi ok. Là nó chạy rồi đó. Bây giờ mình đấu này. Hai cái dây vừa nãy mình nói cho anh em là mình chập lại với nhau là nó chạy này. Mạnh chập thử cho anh em đi, đừng chạm vào điện nhé, chập nhẹ thôi. Đó, ok. Anh em thấy chưa? Đó là nó chạy. Anh em lưu ý là phải cấp nguồn rồi, cái này mình sẽ phải đấu sau nó mới chạy nhá. Đây băng tải nó chạy rồi này. Rồi mạnh thử rút điện ra đi để đấu lại cho nó chạy không. Đấu lại nhá. Đấu lại thôi anh giữ luôn đi rồi cũng được. Để test cho anh em. Ở chỗ này thì anh em sẽ đấu cái công tắc thôi. Đây này nó đang chạy tốc độ này. Em sẽ điều chỉnh cho anh em xem nhá. Này. Mình giảm xuống này. Giảm xuống. Chạy siêu chậm luôn rồi đó. Anh em thấy chưa? Đó, giảm xuống rất là chậm luôn. Gần như là dừng lại luôn này. Giảm về không là có thể nó dừng lại luôn đây. Em thấy chưa? Đó, đây mới có 114 vòng của động cơ thôi. Đây tăng lên này. Maximum là 1600 vòng nó sẽ tăng dần lên. Em thấy chưa? Chú ý đến an toàn nhá. Đây, trục motor nó quay đây. Siêu khỏe luôn. Đó. Ví dụ anh em muốn chế nhắm đai thì anh em phải độ con motor này là con motor tốc độ cao, chứ không nên xài motor giảm tốc. Motor giảm tốc này thì tua này nó rất là chậm. Motor khoảng tầm 2000 vòng 3000 vòng độ vào cái trục này, kéo cái bộ trục này chạy là gắn dây nhám vô là chạy ngon lành luôn. Đây, chỗ nào đè vào con lăn thì nó sẽ chạy nhá. Rồi ok. Đảo chiều thì anh em nãy mình hướng dẫn rồi. Anh em muốn đảo chiều nó thì anh em chỉ cần đảo 2 dây số 1 và số 2 là nó đảo thôi. Đấu qua số 3. Rồi, báo giá anh em luôn đi. Một bộ băng tải kép, kèm motor, kèm điều khiển luôn. Giá là 2.800.000. 2.800.000 một bộ anh em nhé. Nặng 25-30 ký. Bao ship luôn. Đó, bao đấu cho anh em cả bộ điều khiển tốc độ luôn. Giá quá rẻ rồi anh em. Riêng bộ motor và điều tốc này không thôi là đã khoảng 1.500.000 rồi. Thậm chí mà không mua được hàng của Nhật đó. Hàng Nhật đó, made in Japan hết này. Motor cũng made in Japan này. Anh em nào chốt thì liên hệ nhá. Số lượng mình có đúng 10 bộ thôi.
đai bằng inox này. Đó. Đây nó tháo ốc nó chưa bắt ốc này. Cây lấy dấu tự động hôm nay bên shop tiếp tục về hàng anh em nhé. Giá là 40.000 đồng trên một cây. Có lò xo trợ lực lấy dấu tiện lợi, chuyên dùng cho anh em lấy dấu trên các vật liệu như là sắt này, inox này, gỗ này, nhôm, đồng, nhựa. Thay vì mình phải chấm mực, gạch mực thì mình cứ lấy cái này mình ấn thôi. Lần đầu tiên anh em mua về thì anh em nhớ xoáy chặt giúp mình những cái đầu này vào nhé. Nó có những cây người ta xoáy chưa chặt, xoáy chặt và bấm nó mới ăn. Nó có lò xo này, đây thử đi, thử trên gỗ trước. Đây anh em nhé, này. Lấy dấu rất nhẹ nhàng này. Đó anh em thấy chưa, lún lỗ luôn, thấp xuống mạnh, thấp máy xin lỗi cho anh em thấy. Đó, này tiếp này. Đó. Lấy dấu trên gỗ thì quá nhẹ nhàng anh em thấy chưa. Đó bây giờ mình lấy thử trên các vật liệu như là sắt cho anh em xem nhé. Quay vào sắt cho anh em xem. Đây, sắt này thì nó gỗ thì dễ, sắt thì nó hơi cứng, nên là nếu không có cây này thì lấy dấu nó vất vả, nhiều khi cứ phải dùng cái cây cái vạch vạch thế này này, nó cũng không chuẩn lắm. Đây nhá. Em thấy chưa? Đó, vết rất là rõ luôn. Lùi lại xíu cho nó bắt nét. Đó. Em thấy chưa? Đó, rất là rõ ràng luôn. Mà mình chỉ cần nhấn rất là nhẹ nhàng, nó không cần nhấn mạnh này. Lực rất là nhẹ. Đó, thay vì lấy búa đóng thì dùng cái cây này nó trợ lực. Sản phẩm tiếp theo sẽ là con kéo cắt tôn này em nhá. Kéo cắt tôn hàng châu Âu xịn. Đây này anh em nhìn này. Sản xuất tại sản xuất cho thị trường của UK anh em nhá. London này. Anh nhá. Anh Quốc. Đó. Ứng dụng là cắt lưới này, cắt cây kiểng này, cắt tôn này, cắt lỗ tròn này, nó rất là đa năng luôn. Hàng về thì tồn kho mới nguyên hộp nguyên vỉ thế này. Cực xịn. Mới đi check giá về anh em nhá. Thì giá con này thì cũng rất là rẻ thôi. Đó là chỉ có 100.000 đồng một cái. 100.000. Hàng mới 100% luôn. Anh em thấy chưa? Test thử anh em nhá. À. Đây. Đây. Lưỡi của nó anh em nhìn này. Nó đổ một cái lớp dầu anh em nhé, đây này. Để bảo quản cho anh em, dầu nhớt. Siêu bén. Mà anh em nhìn thép của nó dày không? À. Thép dày cui luôn. Cái này mà anh em cắt tôn cái thứ là đúng bài luôn này. Cắt tôn này. Cắt dây kẽm cái thứ này, quá ngon luôn. Đây dây đồng thì nhằm nhò gì đây, test thử cho anh em biết là cái độ gọi là mượt mà của nó thôi. Có lò xo này, nhẹ nhàng, đã lắm, to. À, siêu dài luôn này, bàn tay này anh em này. Dày. Hàng VIP. Rồi. Số lượng không nhiều anh em nhé, có 2 bao thôi. 100.000 cái. Kéo cắt tôn. Kính hàn điện tử hôm nay bên shop về hàng anh em nhé. Sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đây, kích thước kính sử dụng pin năng lượng mặt trời này. Độ trễ 0,1 đến 0,3 giây, tức là rất là nhạy luôn. Khi mà phát hiện ra cái tia sáng hàn á, là lập tức con mắt cảm biến này nó sẽ đổi màu kính. Nó dùng năng lượng từ tấm pin mặt trời này, nó đổi màu tấm kính này sang màu tối để bảo vệ đôi mắt của anh em, tức là không cần lấy tay che á. Còn khi mà anh em vừa hết cái mối hàn một cái á, là nó sẽ lại sang màu kính mát nhé. Đây này, em thấy chưa, kính mát này. Đó, nhìn xuyên qua được. Giống như cái kính mát thông thường hiện tại chưa lột ra anh em nhé, lột ra này. Đó, nguyên zin chưa lột đó, hai mặt đều có kính, đều có giấy nhá. Anh em về lột này. Lột ra cái là nó sẽ nét hơn nhá. Cái này là phải giữ nha anh em nhé, chỉ lột giấy thôi. Cái miếng này là nó cho tháo ra để vệ sinh nhá. Đây này, anh em lột ra thế này này. Lột màng ra, lột sạch sẽ ra. Đó. Là nó sẽ nhìn nó sẽ rất là nét. Đó, cái này người ta thiết kế có thể tháo rời ra được để anh em tự vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Ba via ba vụng nó bắn vào thì mình vệ sinh. Đây pin năng lượng nằm hai bên này đây. Kính này, em thấy chưa? Đó, nhìn xuyên qua được nhá. Rồi. Khi mà có tia lửa hàn một cái là tự động nó sẽ đổi màu luôn thành màu tối. Mắt anh em sẽ không bị chóa. Rồi, kính hàn điện tử vẫn giá như cũ thôi. 190.000 đồng một bộ. Búa tạ Miwiki 1,7 kg. Hôm nay có hàng thêm anh em nhé. Đây. Về thêm được vài bao anh em nhé.
búa đến từ thương hiệu Milwaukee của Mỹ. Đầu búa nặng 1,7 kg, một đầu bằng và một đầu có cái khía như thế này này. Cán của nó thì sẽ bằng sợi thủy tinh anh em nhé, siêu bền và cầm nó nhẹ mới lại không bị đau tay. Đó, hàng rất đẹp. Đây, đo kích thước cho anh em sơ quá đi hả. Dài 40. Rồi, 10 phân, đầu búa nặng 1,7 kg. Con này anh em sử dụng để đập mấy cái đồ nặng nặng á thì rất là đầm tay nhá. Tép thử cho anh em mấy cái thôi. Cầm rất là đầm tay luôn. Rồi được rồi, tép thử vài cái thôi. Tuyệt vời luôn. Giá búa vẫn là 190.000 đồng trên một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay shop về được một cái lô đèn bàn anh em nhé. Đèn bàn nó có cái tính năng là nó có cái đá muối này, làm không khí tạo ion anh em nhé. Và nó xài pin sạc rất là tiện, anh em có thể cắm điện cũng được hoặc xài pin cũng được. Mở hộp cho anh em xem luôn. Đây, màu sắc thì nó sẽ có 3 màu anh em nhé. Đây này, nó có 3 màu như thế này này. Đây, thông số của nó đây anh em. Kích thước này nhá, trọng lượng này, đó, pin 3,7V, chiều cao 35cm, chiều cao 450mm chứ, 45 phân là rũi hết ra được 45 phân đó. Pin của nó sẽ là 2000mAh nhé. Và ở đây người ta ghi là anh em có thể sử dụng 16 tiếng ở chế độ 1 và 8 tiếng ở chế độ 2 và 6 tiếng ở chế độ 3, tức là tùy theo cái mức độ sáng đó. Đây, sản phẩm thì sẽ kèm theo một bịch đá, đá muối. Đá muối này là đá muối tự nhiên anh em nhé, chứ không phải là hàng hóa chất đâu anh em. Đá muối này nó khai thác tự nhiên. Đó, cái này, cái đá này thì nó có bán sẵn ở ngoài thị trường này. Người ta hay sử dụng nó để lọc không khí anh em. Đó, con này thì nó sẽ tự tạo ra những cái ion âm và có tác dụng là lọc không khí nhá. Nó bắt những cái ion dương đó. Đó, và đây, cái hũ này của nó này cũng rất là đẹp, màu trong suốt này, khi mà mình lên đèn nó rất là đẹp. Và anh em nhìn này, các cái phím bấm của nó sẽ bằng kim loại nhá, anh em thấy không, phím nguồn và phím đổi màu là bằng kim loại, bằng thép, bằng nhôm, chính xác là bằng nhôm, nó rất chất lượng. Cái đuôi này của nó thì có thể bẻ được anh em thấy nhá. Đây, bên trong này thì nó sẽ có cục pin ở dưới này anh em này, có cục pin ở dưới nhá. Bên trong này nó có pin. Đây, mày cho anh em xem cái mặt đèn này, uốn lên cho anh em xem cái mặt đèn. Đây, cái mặt đèn đây anh em, rất đẹp, thiết kế rất đẹp luôn anh em. Đây, uốn éo các kiểu, mạnh thử uốn vài thế cho anh em xem. Cái đuôi này của nó có thể uốn được các kiểu luôn, làm đèn đọc sách chống cận hoặc là đèn ngủ cũng được luôn anh em nhé. Rồi, test độ sáng đi mạnh nhé, cho thấp xuống, mạnh cho ngửa ra đằng sau này, cho thấp xuống này. Rồi, ok. Ở đây anh em để ý nhé, là nó sẽ có hai chức năng. Đây này, cái công tắc đầu tiên là tắt mở đèn. Đây, cái đèn này nó sẽ sáng, anh em thấy chưa. Nhấn tiếp là nó sẽ tăng độ sáng lên. Thêm một cái nữa là sáng mạnh nữa. Đó, cỡ này là đọc sách ok rồi này, sáng rực luôn này. Nhấn cái nữa là tắt nhá. Đến cái chức năng thứ hai là cái hũ này, cái đèn này nó cũng có led trang trí này, làm đèn ngủ này. Đó, anh em thấy chưa, màu đỏ này đẹp lắm, màu xanh dương này, chế độ đổi màu. Đó, cỡ này mà anh em xài là vài ngày luôn, để xài vài ngày không hết pin luôn, vì cái đèn này nó rất là, ánh sáng của nó rất là nhẹ. Đó, và anh em có thể bật một lúc hai đèn cũng được. Ok chưa? Tức là con này nó vừa, anh em nếu mà để làm đèn ngủ thì anh em để cái này. Còn nếu mà để đọc sách thì để cái led ở trên này, nó sẽ sáng rất là mạnh. Ok, rồi. Một bộ giá của nó sẽ là 200.000 anh em nhé, 200.000 một bộ. Màu đẹp lắm anh em. Đây, chất liệu nhựa của nó cũng xịn sò nữa. Và lại có thêm cái phần đá này để anh em để nó lọc không khí nữa, cũng rất là tốt. Hàng cực kỳ chất lượng này, cầm nặng tay. Pha led xài pin sạc, hôm nay tiếp tục về hàng anh em nhé. Hôm nay giá nó sẽ mềm hơn những cái video trước. Nói chung là hôm nay hàng được anh em quan tâm nhiều thì shop sẽ nhập số lượng nhiều.
do đó là cái giá thành nó sẽ được giảm xuống, mình có thể thương lượng được cái giá thành với lại bên nhà cung cấp anh em nhé. Đây, với cái số lượng nhiều, đèn này thì anh em sử dụng để đi tích điện, nó là dòng đèn tích điện thôi nha, siêu sáng, mặt kính anh em nhé. Đây này. Đó, cái mặt của nó bằng kính đây, kích thước của nó đây, anh em nhìn theo cái bàn tay của mình là anh em sẽ rõ. Đó, nó chỉ khoảng một bàn tay thế này thôi nha. Đó, và nó có chỉ chỉnh được góc độ các kiểu, tự động tích điện với tấm pin năng lượng mặt trời, anh em thấy không? Đây này, nó đang báo sạc đây này. Đó, và anh em có thể sử dụng nó làm sạc dự phòng luôn. Nó có một cổng để sạc bằng sạc điện thoại, sạc vào cho nó và dùng nó để sạc lại cho các thiết bị khác đều được. Đó, có cả móc treo các kiểu nhá. Đây này. Này nó có cả móc treo luôn. Đó, cái móc treo của nó đây. Anh em thích để cho nó pha đứng hoặc là treo lên, treo lên cây cũng được. Rồi, tắt mở đây nha anh em nhé. Tắt mở này. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Hai màu ánh sáng, đổi màu này. Đó, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng. Rất là sáng luôn. Có cả chế độ chớp SOS luôn. Rồi, ok. Giá hôm nay thì sẽ mềm hơn tất cả những video trước nhé. Còn đèn sạc pin, năng lượng mặt trời, đèn tích điện, giá chỉ có 370.000 thôi nha, trên một bộ nhé. Giảm giá 50.000 so với những video trước. Hôm nay thì shop có một cái lô hàng, cái con đốc sạc, đốc sạc USB. Nó ra được 3 cổng USB luôn anh em nhé, 3,1A này, hàng thanh lý thôi, giá rẻ. Anh em sử dụng để về sạc các thiết bị hoặc là làm cấp nguồn 5V. Ví dụ anh em có những cái con đèn sạc, quạt sạc mà nó hay cắm trực tiếp vào những cổng này này, thì anh em ghim vào một cái là nó ra tới 3 cổng, mình chia thoải mái luôn. Đó, điện 220 nha anh em nhé, hàng thanh lý giá rẻ thôi. Thì cái này sẽ bán một lần là 2 cục anh em nhé, 2 cục sạc như thế này. Đó, giá là 40.000 trên 2 cục anh em nhé, 3 cổng USB 3A 40K trên 2 cục sạc, 2 cục sạc điện thoại nha anh em nhé, sạc điện thoại, sạc các thiết bị USB 5V. Khóa số hôm nay bên shop tiếp tục về thêm được một hạt thùng anh em nhé. Đây, hàng thì của Nhật về, khóa vali. Đó, có cả giấy báo cái thứ bọc về theo luôn này. Nó có lớn có nhỏ nhá, nhưng mà bán cho anh em một cái combo cho anh em mua về xài được nhiều chức năng, nhiều việc. Đó là vẫn hai cái lớn, hai cái nhỏ đi, giá 90k. Đó, nói chung là video khóa này dễ xài lắm anh em. Đây này. Mỗi một cái khóa số này kèm theo thì bên trong nó sẽ có ba cái số nó đính kèm theo nhá. Thì ở trên khóa nó sẽ có một cái vạch. Đây, nó có một cái vạch này, là anh em cứ xoay ba cái số theo cái vạch đó là anh em rút ra được. Đó, khóa bằng mã số mà. Đó, hàng thì đây, hai cái bự, hai cái nhỏ. Cái bự này thì anh em có thể sử dụng làm khóa tủ cũng được này, còn cái nhỏ thì làm khóa vali, khóa những cái rương nhỏ. Đó, giá rất là rẻ luôn, tính ra thì bốn cái mà 90.000 là còn chỉ có hơn 20.000 một xíu thôi một cái. Màu sắc thì xin phép anh em là nó có nhiều màu nhá, mình sẽ sao màu ngẫu nhiên, cứ cho anh em hai cái lớn hai cái nhỏ là 90. Quạt hút mùi, động cơ không chổi than, made in Germany anh em nhé. Đây này, đó, nó ghi chữ EBM, made in Germany. Nó ghi ở đây là 27V, 24 đến 32V, nhưng mà mình đã test thử rồi, chạy được từ 12 luôn đến 27V, công suất là 12W nhé. Rất là êm luôn, anh em sử dụng làm quạt tản nhiệt hoặc quạt hút mùi toilet là ok này. Full kim loại nhé, toàn bộ bằng kim loại, và kích thước của nó sẽ là 12 x 12. Đó, 12, hơn 12 luôn đó, 12 phân rưỡi. Đó, bao anh em chạy êm luôn. Quạt này đấu ngược cũng không hỏng nhá, nó có diode chống ngược. Hàng đi thì bên shop sẽ, đây này, nó ghi dấu cộng dấu trừ này, 3 dây này, bên shop sẽ đấu dây test thử và làm dấu cộng trừ cho anh em. Mua về cấp nguồn 12-24 là chạy nhá. Giá thì hôm nay có một thùng này khoảng chắc 50-70 cái á, giá tính anh em là 100.000 một cái, xả luôn, có một thùng thôi, trước là bán 150 đó,
Cái quạt cánh sắt như thế này mà có 100 ngàn à. Anh em có thể lấy về làm quạt mát cũng được, chạy rất êm. Sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay là bên shop về hàng kia mũi khoan tháp anh em nhé. Mũi khoan tháp HSS Coban, chuyên sử dụng để anh em khoan sắt, khoan inox, khoan nhôm đồng, gỗ nhựa. Một mũi này là nó có thể thay thế được cho rất là nhiều các loại mũi khoan khác nhau. Đây, đây mình ví dụ với anh em như là con này chẳng hạn này, là nó từ 4 ly cho đến to 32 ly. Anh em khoan xuống càng sâu thì nó càng rộng. Mà thường thường những cái mũi khoan mà từ hệ 12 ly trở đi á, là anh em kiếm mũi nó đã rất khó rồi. Nó chỉ có mũi khoét thôi, rất là khó khoan. Thì con này anh em khoan là rất ngon luôn. Khoan ống nhựa các thứ là đều tuyệt vời hết. Sắt ống hoặc là thép tấm ok luôn nhá. Đó. Và cái hay của nó nữa là cái chuôi của nó sẽ là chuôi chuẩn 6.35. Anh em gắn được cho cả máy khoan và máy bắn vít nhá. Đó, cái mũi này là 32 ly. Và anh em nhìn là đây là hàng xịn nhá. Đó, cái thép của nó màu xám như thế này, Coban chứ không phải là những cái mũi khoan rẻ tiền đâu anh em. Đó, cái hàng này thì nó chất lượng nên là giá của nó cũng hơi cứng cứng một chút anh em nhé. Mũi này là khoan được từ 4 đến 32 ly. Giá của nó là 250 ngàn một mũi. Đó, anh em có thể thay thế cho tới mấy chục cái mũi khoan luôn á. 4 đến 32 ly này là giá của nó sẽ là 250 anh em nhé. Rồi tiếp đến cái mũi nhỏ hơn một chút, size trung trung một chút này, là từ 4 ly đến 22 ly. Anh em nhớ đèn nó có số này, 8, 10, 12, 4, 16, 18 đến 22 ly. Thì cái mũi này giá của nó sẽ là 150 ngàn. Đó, còn cái mũi nhỏ nhất là nó từ 4 ly xuống đến 12 ly. Đây, đầu này tới đây là 12 ly này. Thì cái mũi này á là giá sẽ là 110 ngàn mũi anh em nhé. Đó. Anh em nào lấy một bộ 3 mũi này luôn thì giá của nó sẽ là 500 ngàn nhé. Nó sẽ rẻ hơn 500 ngàn 3 mũi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Anh em mua hàng thì anh em hãy liên hệ shop theo hai số điện thoại để ở trên màn hình nhé. Có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp, hoặc là bấm vào cái đường link ở bên Shopee ở dưới video để đặt hàng nhé.